Tiếng gió rì rào, chiếc lá lai lai ru nhẹ màng đêm giữa lòng thành phố. Mỗi giật dây quanh đều êm đềm trong giấc ngủ, chỉ còn lại một mình anh bên ánh đèn khuya, mình tâm sự với riêng mình. Ai nói cùng ai những lời nói chân thành để hiểu sâu hơn lòng người nơi phố bắc. Đây thì cũng thay mặt chú Chính là Việt Kiều Mỹ gửi cho chú 1 triệu để chú xây sở trong mùa dịch ha. Dạ. À, đây là 1 triệu đồng của chú Chính là Việt Kiều Mỹ nè. Dạ. Cho chú đếm có đủ không? Rồi, chú nghe ngay cũng cảm ơn chú Út ngoài ha, chú Út bên kia chú Chính, Mỹ, chú Chính ha. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Hà, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, và đây là quê hương của Bùi Hồ. Thì theo một số chú giới thiệu thì có một cái chú ở đây là cô bác quý anh chị, sống độc thân từ bé đến giờ luôn, không có vợ con. Và hàng ngày thì chú sống ở trong cái căn nhà này. Một số người dân chia sẻ thì ngôi nhà này thì hàng đêm là chú phải ngủ ngồi vì mưa ở trên đó, cái máy ở trên nó hụt nát, và nhờ mình hỗ trợ thêm cái che cái phần máy ở trên. Thì thật hư về cuộc sống của chú như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vô tìm hiểu về chú ha. Nghe nói thì ngôi nhà này là chính là từ thiện cắt cho luôn, và cái phần ở dưới đây người ta lót sẵn xong hết rồi, và chỉ có cái phần ở trên này nè cô bác quý anh chị, là cái máy này nó bị dột thôi. Đúng là nó bị dột thiệt luôn đó. Đây, những cái lỗ mà thấy ánh sáng kia là nó bị dột á. Chú thì cũng ở có một mình thôi. Chào Út. Bật đèn lên cho sáng không? Nấu cơm ăn không? Ừ. Dạ. Út, ông nói cho con, ngày xưa giờ là Út ở có mình luôn không? Có vợ thời gian rồi thôi. Vì trên này ở, hồi đó ở với bà Thê chứ. Dạ. Ừ, bao nhiêu lâu rồi ông thôi? Đó, cũng mới có con thì thôi á. Dạ. Sao? Con giờ có đứa một mẹ nó gả rồi, nó ở với mẹ nó. Dạ, mẹ bây giờ ở đâu rồi? Vợ chú á? Ở với thằng Hậu bà Thê chứ. Dạ. Lúc đó là chú bao nhiêu tuổi hả chú? 30. 30, năm nay là Út nhiêu tuổi rồi? 58. 58 tuổi rồi. Hai mấy năm rồi. Cái nhà này là ai cắt chốt qua? Nhà này của con mà từ bệnh nhỏ gái á. Dạ. Ở chung với nó hồi cấp gì thì ở chung với nó tới giờ. Dạ. Bao nhiêu cắt bao nhiêu lâu rồi hết? Nhà này hả? Dạ. Hồi đi vô tới đây tới giờ cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi đó. Dạ. 14-15 năm rồi đó. Dạ. Bởi nó cây nó mục đó với thiết rồi nó dột á. Dạ. Lâu quá lâu mà chưa lập lại, không có tiền lập. Sống gì buồn không á? Buồn cái gì cơ, cũng quen rồi. Chứ cũng buồn mà điều quen, mình phải tập. Từ ngày mà ông với vợ chia tay ra đó, thì ông làm gì để sống? Tùy bằng mướn không, bán vé số, người bằng mướn, ngày nào mà cũng làm được thì làm bẻ ớt, bẻ dưa. Ngày thu nhập nó khoảng nhiêu tiền ha? Tùy bằng mướn thì thí dụ bẻ dưa thì ngày cũng buổi 100, 70-80, bẻ ớt cũng vậy. Làm nói chung là ngày không có được nhiều á, 70-80, 50-60. Có khi làm được nghỉ, nhiều khi nghỉ cũng 1-2 tuần, 2-3 tuần cũng không có, cái thu nhập này không có được nhiều á. Dạ. Vậy rồi đủ sống không? Thì cũng mình nhím nhím thì đủ sống. Dạ. Là bẻ ớt, bẻ dưa ai thôi gì là làm đó luôn. Ừ. Thì tôi có tính dự Út năm nay là 50 mấy rồi? 58. 58 có dự định là tính bước thêm bước nữa không? Không biết được, mình nói thí dụ giờ mình nói mình không bước mà nữa mình bước thì người ta cười mình, nữa giờ nó tới đâu tính tới đó vậy đó, cho nó hay hơn. Rồi con gái của Út á là có liên hệ với ông không? Không, gái thôi giờ cũng như nó theo với mẹ nó, mình không có tới lui hung, thành thử ra nó cũng không có quan tâm mình hung. Cái tình cảm cũng lật lạc ha. Ừ, cảm lật lạc vì trên này bị xa xôi quá, mỗi lần đi về cái xa xôi á. Dạ. Ông nhớ không? Cũng nhớ, vậy mà cũng phải gắng chịu chứ sao giờ. Mình nói ngay chung, mình làm cha mình không có lo cho con nhiều. Buồn dữ không á? Cũng buồn vậy chứ, nhưng mà mình nó đâu có quan tâm tới mình không. Dạ. Kiểu mình khổ mà chuyện này mình lo mình làm ăn không á, thì cũng ít có đi về. Hôm nay là nấu canh bắp ha. Ừ. Bắp này hôm qua là mình có gửi cho Út đó ha. Ừ. Rồi mình đi phát ở sớm á. Ừ. Ngon ha. Ừ. Ông ăn tương hay gì? Nghe hôm dịch tới giờ thì ăn cũng không gầy đó, cũng cả tháng rồi.
sợ bệnh hoạn ăn thương cho bớt bệnh. Dạ. Con nghe nói là nhà của Út là cái máy nó bị dột hết hả? Thì nó ngay chung cái dột nè, mình lum trăng á. Dạ. Hàng chỗ trăng á mẹ. Dạ. Dột viên ngủ được không? Nếu ngay thì mình núp vô cái kẹt nào nó trống nó bớt không có thì mình núp. Núp hả? Ừ. Nhà của ông là con đi là con thấy nãy con thấy là không có nhà vệ sinh. À, không có phòng tắm luôn. Tiền đâu đạt. Hả? Tiền đâu cắt luôn. Cái này người ta chỉ cắt cho mình nhà thôi. Ừ, này của nhỏ cháu. Dạ. Nó cắt nó ở chung với nó đó, của nó không à. Lối thổi mình một à. Ừ. Nấu ăn cũng con mình luôn. Ừ. Ở đây ông tắm ở đâu? Thì tao nói mày vậy đó, tắm xuống sông tắm, còn không ấy thì tắm ở ngoài lu. Cái lu ngoài sao hả? Ờ, lu đó đó. Đúng là người đàn ông độc thân. Đâu giờ con nghe nói là ngày xưa ông là cũng đi theo đội đờn ca tài tử hả? Thằng ơi cũng đi chơi văn nghệ với ba mày rồi vậy đó. Dạ. Đi về cũng lo đi làm rồi vậy đó. Dạ. Chứ đâu phải mà đi... Không phải là đi chuyên nghiệp ha? Ờ, đi chuyên nghiệp. Ông sống mình mà nhà cửa sạch sẽ rồi á. Gì chứ mày không làm ai đâu làm thì vậy đó. Nấu nồi này là ăn sáng chiều luôn hay sao? Thì nấu ăn đi buổi chiều còn rồi mình ăn không còn nấu hay làm đồ khác á. Dạ. Thôi là lỡ con tới đây thì biết cái hoàn cảnh của ông vậy à. Nói chung là cây cối nó cũng mục hết trơn à. Mấy con ấy nó mối mọt nó bò hết trơn à. Thì nó lâu đó hồ. Dạ. Mười mấy năm rồi nó phải lâu rồi. Dạ. Nên đây ông cắt lại, nhớ lại ngày xưa ông cắt lại cho con câu vòng cổ nghe được không? Hát đó hả? Dạ. Được chứ? Dạ rồi, bước đây. Rồi hát đi Út. Vừa nấu vừa hát ha. Thôi vô máy hả? Dạ, dạ. Thì tao biết câu nào tao làm câu đấy ha. Dạ. Rồi mày thâu ha. Dạ rồi. Thâu chưa? Rồi. Tôi nghèo xa xơ, tấm thân tôi vốn tên lấy đò, thì đâu ham gì mơ gì cao sang. Người ơi chớ than trách chi thân phận, thôi hãy về đi, xin quên tình xưa đã phai. Tiếng gió rì rào, chiếc lá lai lai ru nhẹ màng đêm giữa lòng thành phố. Mỗi giật dây quanh đều êm đềm trong giấc ngủ, chỉ còn lại một mình anh bên ánh đèn khuya, mình tâm sự với riêng mình. Ai nói cùng ai những lời nói chân thành, để hiểu sâu hơn lòng người nơi phố bắc, yêu mến dạt dào miền ca trắng quê em. Đến mỗi đêm về anh gợi nhớ miên man, như dáng em đi trong mờ nhạt ánh đèn. Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhẹ bên tai, hòa lẫn thanh âm của trùng khơi sóng hát. Dạ. Tiếp quá hay rồi, mới con câu à, quá hay rồi. Câu nữa hay vậy? Dạ, câu nữa đi, quá hay rồi đúng rồi. Em ơi, cái chuyện tương lai phải đổi trao nhiều mất mát, là cái thủy chung trong xiềng nghĩa thức nghĩa con người. Cái nghĩa thủy chung là mình biết lo hạnh phúc cho đời. Cái người con gái dịu hiền anh thương anh nhớ, không chỉ hững hờ sao làng việc riêng chung. Cũng như em dù không ở quê hương, nhưng cũng gửi chút tình thương để nhớ về nơi đó. Nhưng giữ chút tình yêu chúng mình luôn muôn thuở, thì dù cách trở đường đời không bỡ ngỡ bước chân đi. Ồ quá hay. Nói chung là Út nói vậy chứ cái giọng của ông vẫn còn độ gung độ vang rồi, cực kỳ luôn, tuyệt vời á. Cái đó là bài Nhớ Biển Nha Trang hả? Ừ. Nhớ Biển Nha Trang.
Cả hai câu á. Dạ. Chơi bài giọng Kim Lan nữa nào được không? Giọng Kim Lan hay là Dân Thiên Tường cũng được nữa. Một lớp á ha. Dạ một lớp thôi. Cho nó vui vui hay là không có hát bài hài nào được không? Nói chung cũng còn thuộc nhiều mà cái biểu hát thì phải chọn bài đã dạ, hát. Dạ. Giờ hát một lớp Nam Mai của Minh Cảnh đó. Dạ. Rồi. Như câu giọng cổ. Dạ. Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dài dồ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được, thì ba lại này con xin từ tạ với ân sư. Gọi là những lại sau cùng, từ bây giờ cho đến mai sau, xin giá biệt chốn Phật đài, con đã dấn thân vào dưới gian lao. Con không biết rồi đời mình sẽ ra sao. Chánh thương sư phụ tôi già, sống một mình giữa hoang sơ. Nay con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ một đôi lời khuyên con. Đạo là ánh đuốc soi đường, con phải giữ gìn đạo tâm. Sư phụ ơi, kể từ nay con sẽ vĩnh viễn rời xa thiên nhai từ, rồi giả biệt tiếng kể lời kinh mãi mãi không còn được nghe mỏ xóm giới chuông chiều. Kể từ hôm nay con lưu lạc chốn bụi hồng, sẽ lẫn lộn với cuộc đời thị phi giả tra, bằng tâm hồn non dài thơ ngây. Áo nâu sòng con xin trả lại chốn tuyền môn, vì không còn đủ hạnh để khoác trên mình con nữa. Trời Phật ơi, con là kẻ ngu si khờ dại, bằng tâm tư không rỡn chút lỗi lầm. Ừ, quá hay. Rồi được rồi Út ơi. Nói chung hôm nay thì con đến đây nghe được giọng hát của Út rất là hay. Con cảm ơn rất là nhiều. Út, ông có ước muốn gì không? Ước gì vậy? Hả? Ước gì vậy? Không ước ước gì nữa hả? Không. Dạ hả? Có ước muốn gì thì có thể con thực hiện được cho ông thì con sẽ thực hiện. Nói chung là bây giờ chỉ mong cái nhà mình sao mình cho nó hết dột là được rồi ha. À. Là nó mời người. Nói chung là con cảm ơn, thay mặt cảm ơn chú rất là nhiều. Cho nó ấm cúng gì đó hồ. Dạ. Rồi hôm nay thì con đến đây thì cũng thay mặt chú Chính là Việt Kiều Mỹ gửi cho chú 1 triệu để chú xây sở trong mùa dịch ha. Dạ. Đây là 1 triệu đồng của chú Chính là Việt Kiều Mỹ nè. Dạ. Ở cho chú đếm có đủ không? Rồi, chú anh đứng ngay cũng cảm ơn chú Út ngoài ha, chú Út bên kia chú Chính, Mỹ, chú Chính ha. Dạ. Mày điện chú Chính đó, chú Út cảm ơn chú Chính rất nhiều. Dạ. Gửi cho chú để xây sở sống trong cái mùa dịch này. Bán dạ. Bây giờ không bán giấy số không làm được gì hết trơn á. Ừ. Nói chung là chú cố gắng thì mai mốt có sửa được cái máy ở trên thì sẽ sửa cho chú ha. Dạ. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Chính là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho Bùi Hồ để hỗ trợ cho chú Chính qua cái mùa dịch này. Rồi con chào chú ha. Ừ. Dạ. Rồi con chào chú, con về. Chào chú ai không? Chào không? Rồi, chào đúng không? Rất là cảm ơn chú Chính với người cha chú nhà chú Hồ.